Đa số những tòa lâu đài, biệt thự của các quý đại gia thường được thiết kế theo phong cách cổ điển. Phong cách cổ điển thì đặc trưng bởi những đường nét đục chạm rất là cầu kỳ, tinh tế, trải qua nhiều thời đại, mang vẻ đẹp dấu ấn của thời gian. Và khi nhắc tới những món nội thất được làm từ phong cách cổ điển thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới những chất liệu vô cùng đắt giá, cao cấp. Trong video ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu với mọi người một mẫu giường ngủ đặc trưng của nội thất Sơn Đông, giường ngủ cổ điển hoàng gia với chất liệu là gỗ gõ đỏ, kèm theo đó là giác vàng Ý. Mọi người cùng em theo dõi hết video ngày hôm nay để khám phá chiếc giường ngủ này có gì đặc biệt nhé. Bộ sản phẩm ngày hôm nay là một chiếc giường ngủ hoàng gia cổ điển, kích thước lọt lòng là 2m x 2m2, kèm với đó là một chiếc tủ đầu giường cũng được làm từ chất liệu gỗ gõ đỏ giác vàng điểm nhấn luôn. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu với mọi người về chiếc giường ngủ trước nha. Đó, với những khách hàng đã quan tâm tìm hiểu về nội thất Sơn Đông thì chắc hẳn là không xa lạ gì với mẫu giường này. Em đã từng lên video giới thiệu với mọi người mẫu giường ngủ y chang như thế này nhưng mà không giác vàng rồi. Còn ngày hôm nay sẽ là một chiếc giường được giác vàng điểm nhấn. Chất liệu chính vẫn là gỗ gõ đỏ. Gõ đỏ thì đã được Sơn Đông xử lý và tẩm sấy kỹ lưỡng từ khâu đầu vào nên là mọi người có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Chất liệu gỗ gõ đỏ mà Sơn Đông sử dụng đó chính là gõ đỏ Nigeria và gõ đỏ Ba Chi. Đây là hai loại gỗ có chất lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Thiết kế cổ điển rất là cầu kỳ. Đầu giường làm cao tới 1m74. Đấy, đục chạm với những chi tiết đối xứng được những nghệ nhân Sơn Đông để và đặt vào rất là nhiều tâm huyết, kinh bông sắc nét. Ngoài ra thì việc làm nguội chà nhám từ những ngóc ngách như thế này cũng tốn rất là nhiều công thợ. Đây, mọi người có thể nhìn này, camera sẽ quay cận cảnh vào chi tiết để mọi người nhìn có thể rõ hơn nha. Những hình ảnh hoa lá đục chạm rất là uyển chuyển, nhẹ nhàng. Vàng đây là vàng Ý, giác vàng điểm nhấn tạo sự nổi bật cho sản phẩm, nhìn vào thì cảm giác rất là sang trọng, đẳng cấp luôn. Độ dày của phần đầu giường lên tới 10cm, rất là dày dặn và chắc chắn, so với những mẫu giường thông thường thì chỉ được làm từ 7 tới 8cm thôi. Tiếp theo đó chính là phần vạt giường. Vạt giường này là làm dạng vạt phẳng. Đây, mọi người có thể thấy đó là những tấm gỗ liền luôn. Đấy. Sử dụng giặt phản này thì chúng ta có thể nằm mà không cần nệm luôn nha. Khi chúng ta nằm thì cảm giác nó sẽ êm hơn là so với giặt nang. Nhìn vào nó cũng giá trị hơn nữa đó mọi người. Vai giường thì được làm liền nguyên một tấm. Đó là chịu lực cho chiếc giường này rất là cứng chắc, với độ dày lên tới 5cm và bảng rộng 32cm. Phần đuôi giường cũng được làm với độ dày là 10cm, đục chạm những họa tiết tương xứng với phần đầu giường để tạo một tổng thể hài hòa ha. Nó cũng là giác vàng điểm nhấn luôn. Và cái vàng này thì mọi người cứ yên tâm nha, đã được Sơn Đông sơn một lớp bóng bảo vệ nên là hạn chế tối đa việc bong tróc trong quá trình sử dụng. Đó. Và về cái chiều cao của cái đuôi giường này lên tới là 82cm. Đây, đó, nó nhìn tổng thể nó rất là hài hòa, rất là hoành tráng đúng không ạ? Kết hợp với mẫu giường ngủ cổ điển hoàng gia này, em xin giới thiệu với mọi người một chiếc tủ đầu giường với thiết kế phù hợp. Tủ đầu giường này thì kích thước là cao 70, ngang 66, sâu là 52cm. Đó, kích thước cũng rất là lớn để phù hợp với chiếc giường ngủ ha. Chất liệu cũng là gỗ gõ đỏ và giác vàng Ý luôn. Vừa rồi thì em đã giới thiệu với mọi người một combo phòng ngủ giác vàng. Hy vọng là mọi người sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về sản phẩm. Hiện tại thì bộ sản phẩm này đang được trưng bày ở địa chỉ 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì mọi thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0879 400 37 để em có thể tư vấn hỗ trợ cho mọi người. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.